Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể đi ra giao diện để làm hai cái chức năng gọi là import và export data nha. Cụ thể ở đây thì bên cạnh cái nút gọi là add new user của chúng ta thì trước tiên thì mình sẽ quay lại đối với cái thằng font awesome của chúng ta các bạn này, bởi vì rằng là chúng ta đã cài đặt được cái thằng font awesome rồi. Thì đối với thằng này thì mình sẽ cho nó một cái, đấy chính là thứ nhất là mình sẽ thêm một dấu cộng. Dấu cộng của chúng ta trong tiếng Anh thì chính là plus nha các bạn. Thì mình sẽ cho nó một cái là circle plus này. Rồi, trước tiên thì mình sẽ copy, nhấn vào đây để copy thằng circle này. Các bạn sẽ quay lại đối với cái file table, gọi là table user của chúng ta. Bên cạnh cái thằng add new user thì mình sẽ paste thêm một cái icon của chúng ta nha. Rồi, mình sẽ cho nó một cái, đấy chính là add a solid, add a circle plus. Và ở đây thì các bạn sẽ cho mình đấy chính là class name, xong. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ quay lại thì cái ứng dụng của mình nó đã dịch lại rồi. Và mình sẽ refresh. Các bạn thấy rằng là mình đã có thêm một dấu cộng nữa thì nhìn nó khá chè đẹp, có phải không nào? Bạn nào muốn CSS cho nó thì các bạn có thể CSS thêm nha. Còn mình thêm dấu cộng như thế này thì mình sẽ bỏ cái chữ user đi. Mình sẽ cho nó một cái, đây, mình sẽ ghi là add new thôi. Đấy, rồi, thêm mới thôi. Ở đây thì nhìn cho nó thon lại một chút. Đấy, nó sẽ thon lại một chút nha các bạn. Rồi, mình sẽ refresh một cái này. Ok con dê nha, đấy chính là cái việc đầu tiên. Bên cạnh cái nút này thì mình sẽ cho hai cái nút nữa. Thì trước tiên thì mình sẽ cần phải đọc tài liệu của cái thằng React CSV. Lý do mình cần đọc thằng này bởi vì rằng là các bạn thấy rằng là ví dụ nha các bạn, mình sẽ làm trước cái tính năng này, chính là cái tính năng của chúng ta, đây chính là cái thằng này các bạn này. Mình sẽ làm trước cái thằng gọi là CSV link or CSV download thì mình không rõ rằng là chúng ta sẽ có cái nút hay rằng là có cái gì, bởi vì rằng là đây cũng chính là lần đầu tiên mình sử dụng thằng này. Trước tiên thì mình sẽ import thằng này vào trước nha các bạn. Các bạn sẽ quay lại đối với cái table user của chúng ta, các bạn lăn chuột lên trên cùng, các bạn sẽ import thằng này vào cho mình xong. Trước tiên thì chúng ta sẽ import hai component này. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ copy tiếp cho mình cái đống sheet này. Các bạn copy cho mình hai cái thằng của nợ này nhé. Đây này, CSV link và CSV download đấy. Mình sẽ lăn chuột xuống dưới và ngay tại cái gọi là bên cạnh cái nút của chúng ta, đấy chính là bên cạnh cái button của chúng ta các bạn này. Ở đây thì nó sẽ bị vỡ layout. Thành ra rằng là mình sẽ cho nó một cái div, mình sẽ cho một cái div nha các bạn. Các bạn biết tại sao mà nó vỡ layout không? Bởi vì rằng là cái thằng bởi vì mình sẽ xóa cái o như thế này đi. Bởi vì rằng là cái thằng này các bạn này, CV các bạn xóa cho mình dấu chấm phẩy. Bởi vì rằng là cái thằng class add new này chúng ta đang dùng theo cái thằng flex và chúng ta đang cho cái chữ list user sang bên trái và cái nút của chúng ta sang bên tay phải. Thành ra rằng ấy, mỗi một lần mà các bạn muốn mình sẽ nhấn Ctrl S cho nó format này. Ở đây thì CSV data chúng ta ra nữa. Mỗi một lần mà các bạn ở đây thì mình sẽ cần phải để lại là hai element thì nó vẫn đảm bảo được cái cấu trúc của chúng ta, một thằng bên trái và một thằng bên phải. Nếu như rằng là các bạn không định nghĩa hai cái thằng div, các bạn không bọc cái thằng div ra ngoài thì nó sẽ gọi là thằng HTML, thằng flex nó sẽ treat, nó sẽ chăm sóc bọn này, ví dụ như rằng đây là một element, đây là một element, thằng loop là một element và cái thằng span này là một element. Chúng ta có bốn element thì nó sẽ không còn là cái cấu trúc gọi là một thằng bên trái và một thằng bên phải nữa. Tuy nhiên rằng nếu mà các bạn bọc nó một cái div ngoài cùng và cái thằng span này thì thằng class new nó sẽ gọi là coi như rằng là nó có hai thằng con. Thằng con đầu tiên chính là thằng span và thằng con thứ hai đấy chính là thằng div. Được chưa các bạn? Đấy chính là lý do tại sao nó layout nó không bị vỡ nha. Mình sẽ cần phải copy cái thằng con sư tử này nữa. Rồi. Thì cái thằng con thì mình sẽ để ngay trên hàng return luôn. Đấy, xong. Như vậy thì bây giờ code của mình đã nhấn Ctrl S rồi. Mình sẽ quay lại đây và mình sẽ refresh này các bạn này. Chúng ta bị một cái pop-up close. Rồi, ok con dê, như vậy rằng là cái phần này các bạn này, cái thằng link này thì cái thằng component này thì nó tự động download các bạn này. Các bạn thấy rằng là nó có một cái pop-up đây này, nó thằng Chrome của mình ấy, nó tự động đóng các bạn này. Các bạn refresh đấy thì tức rằng là nếu bình thường ấy thì cái thằng này nó sẽ tự động mở ra một cái trang mới để gọi là nó download cho chúng ta luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ xóa thằng đấy đi. Chúng ta sẽ dùng cái thằng CSV link đây. Thì như vậy rằng là chúng ta đã có thằng CSV link rồi. Nếu các bạn nhấn vào download ấy, đấy, các bạn thấy rằng là chúng ta đã gọi là download được thằng CSV rồi. Nó cực kỳ dễ, các bạn không nào. Mình sẽ mở lên cho các bạn xem này. Các bạn sẽ thấy rằng là nó không khác gì cả, giống hệt như việc các bạn dùng một cái file Excel thôi. Đây chính là tác dụng của thằng CSV nha. Rồi. Thì ở đây thì trước tiên thì do mình dùng thư viện đấy các bạn, thành ra rằng là mình sẽ cần phải đi đọc cách để CSS cho cái nút download me các bạn này. Bởi vì rằng là mình thấy rằng là nó khá chìa xấu đúng không nào. Thì mình sẽ gọi là download. Mình sẽ không phải ở đây thì chúng ta sẽ gọi là data, chúng ta sẽ cần phải có một cái nút, mình sẽ để lại chữ là download thôi. Đấy, rồi thì mình sẽ quay lại xem nào. Mình sẽ cần phải đọc cái document của nó một xíu, đây chính là đối với component của chúng ta đang sử dụng, đây chính là CSV link. Thì mình sẽ kéo xuống dưới nha các bạn, ngay ở dưới này mình vẫn đang ở trên cái trang npm thôi. Thì chúng ta sẽ cần phải có, đấy chính là CSV link component. File name prompt này chúng ta sẽ cần, các bạn này,
Đối với thằng này thì các bạn thấy rằng là các bạn khi mà các bạn đặt một cái file name thì chúng ta sẽ tải về. À đây các bạn này, uầy nó ngon thế nhỉ, nó đã cho chúng ta một cái class của thằng Bootstrap luôn các bạn này. Uầy đúng là gọi là của nó đã làm cho chúng ta rồi các bạn. Đây mình sẽ CSS cho nó luôn. Như vậy rằng là cái tính năng export data thì gần như rằng là mình đã làm xong rồi đấy các bạn đấy. Rồi bây giờ thì các bạn thấy rằng là mình đã truyền thêm cho nó một vài cái prop. Thứ nhất rằng là mình đặt tên file, cái file sẽ export ra nó sẽ tên gọi là myfile.cfv này. Class name ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta quay trở lại nó sẽ có một cái nút màu xanh nước biển, bởi vì đây chính là class của thằng Bootstrap. Ngoài ra thì chúng ta khi mà các bạn cái file download nó sẽ mở tại một trang mới nha, thì đây chính là target blank. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay lại và mình sẽ refresh. Ui đây chúng ta đã có một cái nút rồi nha các bạn, và bây giờ mình nhấn vào chữ download các bạn này. Đấy thì ở đây thì cái phần target blank thì mình nghĩ rằng là nó không ăn các bạn ạ. Đúng ra thì nó sẽ mở ra một phát rồi nó mới đóng, thì như vậy thì nó chính xác hơn. Thì mình sẽ bỏ cái phần target blank đi, bởi vì rằng là mình thấy nó không hoạt động. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ cần phải CSS cho thằng này. Mình sẽ refresh một cái này. Bây giờ thì mình sẽ cần phải đổi cái tên này, cái tên không phải là myfile.csv. Ví dụ rằng là sau này các bạn muốn đặt đấy chính là user đi, user.csv chẳng hạn. Bây giờ mình quay trở lại thì mình sẽ refresh một cái các bạn này. Khi các bạn nhấn nút download thì nó sẽ hiện là user.csv. Ok chưa nào? Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ cho nó một cái nút gọi là cái nút download nha. Thì ở đây thì các bạn sẽ quay lại đối với thằng font awesome, các bạn sẽ gõ cho mình cái từ download thôi. Các bạn nghĩ trong đầu cái gì thì các bạn gõ như vậy. Đây download đây, thì khi mà chúng ta có cái nút download đây các bạn này, thì chúng ta sẽ như thế này, và mình sẽ lấy một cái là file arrow cho các bạn. Cá nhân các bạn thích cái hình nào thì các bạn chọn cái đấy nha, tùy quan điểm của mỗi bạn nha. Mình không gọi là gò bó các bạn, cái chúng ta làm front end ấy các bạn thì mắt thẩm mỹ của mỗi người nó khác nhau, mỗi một người có một quan điểm riêng, thành ra các bạn đừng có gọi là xem đứa nào là thần thánh hay là tiêu chuẩn nha, các bạn cứ làm theo cách các bạn hiểu cái đã. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái file arrow, mình thích thằng này thì mình lấy thằng này. Sao thì sau khi mà các bạn lấy xong thì trước cái nút download các bạn paste vào đấy. Rồi ở đây thì các bạn thay cho mình cái class bằng class name đấy, thì đây chính là lý do tại sao thì mình thích thằng này thôi, tức rằng là mình thích copy paste cái CSS của HTML ấy, thì mình CSS khá chỉnh nhạc đấy, nhìn nó chuyên nghiệp phải không các bạn. Download này, bây giờ chúng ta sẽ cần phải ở đây thì chúng ta để là gọi là export nhé. Chúng ta để download thì nó không đúng lắm, bởi vì rằng là chúng ta làm một cái hôm sau thì chúng ta sẽ gọi là ghi là import, còn cái này chúng ta sẽ ghi là export đấy. Xong rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ cho nó một cái nút ở đây, đây chính là cái nút import của chúng ta. Bên cạnh cái nút này thì cái màu này import thôi thì mình để màu đấy cũng được. Bên cạnh cái CSV link thì mình sẽ ở phía trước nó mình sẽ cho nó một cái nút nha các bạn, mình sẽ cho nó một cái pun, thì ví dụ ở đây thì mình sẽ ghi là import nha. Thì đối với cái nút này của chúng ta thì tạm thời thì mình sẽ để gọi là class của chúng ta, đây chính là btn, và mình sẽ btn và btn success đi. BTN, chúng ta có success rồi thì mình sẽ để tạm thời rằng là warning đi, để cho nó khác màu một chút. Rồi bây giờ thì mình quay trở lại, các bạn thấy rằng là chúng ta đã có cái nút như thế này rồi. Tương tự thì mình sẽ search một cái icon nữa, và mình ở đây thì mình sẽ gõ cái chữ import luôn. Đây thì khi mà các bạn import thì nó cũng có rất nhiều cái nó khá chỉ là hay. Thì ở đây thì mình sẽ xem là chúng ta không có một cái file, à đây mình sẽ là file import như thế này, mình sẽ lấy thằng file import ngay cái thằng đầu tiên luôn. Thì ở đây thì trước cái chữ import thì mình sẽ ghi thằng này, và mình sẽ cho nó một cái đấy chính là class name. Ok con dê chưa nào? Rồi quay trở lại đây và chúng ta refresh các bạn này. Đây thì nó khá chỉ là xấu phải không nào, bởi vì là cái màu này nó hơi xấu một chút. Thì ở đây thì mình sẽ làm một xíu nữa, đấy chính là mình sẽ cho ba cái nút của chúng ta nó cách nhau ra một xíu. Trước tiên thì mình sẽ đặt cho nó một cái class ở đây nha các bạn, mình sẽ cho nó một cái class name chính bằng này, bằng group button. Đây mình sẽ đặt một cái là group button đấy. Rồi thì tương tự thì mình sẽ cần phải viết nó bên trong cái class là new, thì mình không rõ rằng là cái class new này mình định nghĩa ở đâu nha. Thì mình sẽ search xem rằng là cái class new này chúng ta dùng ở đâu. Đây chúng ta dùng trong file app nha các bạn, thì mình sẽ cắt luôn cái thằng new này, mình sẽ cắt thằng new này, mình sẽ cắt thằng new này. Lý do mình cắt bởi vì rằng là mình sẽ viết hết trong cái file table này các bạn này. Đây thì mình sẽ viết ở đây. Đấy rồi cái class new của chúng ta nó nằm ở đây đấy. Ở đây thì mình thừa một dấu chấm nha. Đấy rồi mình nhấn Ctrl F, và nếu như rằng là các bạn quay trở lại ấy, thì mình sẽ refresh các bạn này, các bạn thấy rằng là mọi thứ nó bình thường. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đi định nghĩa cái class của chúng ta, đây chính là Groupon. Mình sẽ lấy thằng này, mình sẽ định nghĩa bên trong cái thằng này của chúng ta. Trước tiên thì đối với thằng này của chúng ta các bạn này, thì đầu tiên thì mình sẽ cho nó một cái đây chính là display flex. Thì khi mà mình dùng cái thuộc tính display flex ấy, thì mình sẽ quay lại và mình sẽ CSS trực tiếp trên giao diện để các bạn xem này. Đây mình dùng cái gọi là display flex thì nó không khác gì nhau đâu, bởi vì rằng là mặc định thằng flex nó đã gọi là flex direction, tức rằng là nó xếp theo các phần tử theo cái chiều hàng ngang này, flex row ấy. Ở đây thì sau khi mà đã display flex rồi thì mình sẽ cho nó gap khoảng 5 pixel. Đây thì mỗi một thằng nó sẽ cách nhau khoảng 5 pixel, thì đấy chính là lý do tại sao mình dùng thằng này. Thì ở đây thì mình sẽ cho nó là 10 pixel nhá. Ok chưa nào?
Rồi thì mình sẽ cho thằng này đấy chính là gap là 10 pixel, 10 px. Tiếp theo nữa thì đối với từng thằng con thằng này bên trong cái group này thì đối với thẻ y của chúng ta thì mình sẽ cho nó một cái padding. Padding ở đây thì top và bottom là không, tuy nhiên rằng là left and right mình sẽ cho nó khoảng 2 pixel nha, để cho nó cách ra một chút, nó không gần cái chữ của chúng ta. Thì đây chính là thẻ y của chúng ta. Mình sẽ refresh một chút xem nào. Nó hơi xấu các bạn nhỉ. Thì ở đây thì tạm thời thì mình từ bỏ cái thằng padding này đi xem nào. Mình sẽ cho ví dụ thẻ y của chúng ta đây. Mình sẽ bỏ đây xem nào. Bỏ đi. Ở đây thì mình thấy rằng là việc mình thêm cái padding này vào thì nó có cách ra một xíu rồi, tuy nhiên rằng là nhìn nó cũng hơi xấu nhỉ các bạn. Thôi thì tạm thời thì mình chứ design tạm như thế này nhé. Mình thấy rằng là cái chữ import của mình nó hơi gần một xíu nhỉ. Thì mình sẽ xem lại cái chữ import của mình nào. Chữ import của mình ở đâu ấy nhỉ? Chúng ta có một cái đấy chính là button của chúng ta đây là ở đây các bạn cách ra một xíu nha. Các bạn cách ra bên cạnh chữ y này, các bạn cách ra một xíu. Rồi. Bây giờ mình quay trở lại. Đấy, các bạn thấy rằng là nó đã gọi là nhìn nó sơ sơ ra một xíu này, nhìn nó đẹp nha. Rồi, như vậy rằng là về giao diện của chúng ta là nó ok rồi nha các bạn. Chúng ta đã có cái nút import này, export và button. Có một cái điều nữa đấy chính rằng là nếu mà các bạn nhấn cái phím import như thế này thì chúng ta chưa làm được đâu các bạn. Bởi vì rằng là khi mà các bạn nhấn phím import ấy, các bạn sẽ cần như thế này các bạn này. Chúng ta sẽ cần phải các bạn sẽ cần phải dùng một cái thuộc tính khá chi đặc biệt của cái thằng đấy chính rằng là của thằng HTML, đấy chính là thẻ input và thuộc tính của nó đấy chính là type bằng file. Thì khi mà các bạn dùng cái thằng này thì chúng ta sẽ mở ra được một cái pop-up của thằng Windows, đấy chính là chọn file như thế này. Tuy nhiên rằng là bây giờ mình muốn rằng là giao diện của chúng ta đấy các bạn, sau này các bạn đi làm ấy, nếu như rằng là các bạn dùng cái thẻ input và các bạn có một cái thuộc tính là type là file như thế này, nó sẽ tự động generate cho các bạn một cái đấy chính là choose file và một cái là no chosen file ấy. Thì nếu như rằng là các bạn dùng như thế này thì nhìn giao diện của chúng ta nó khá chìa xấu. Trong thực tế thì mình muốn rằng là chúng ta chỉ có cái nút import này thôi. Khi các bạn nhấn vào cái nút import này nó sẽ mở ra cho các bạn một cái pop-up giống hệt như bên này này. Nó sẽ mở ra cái pop-up như thế này để cho các bạn chọn file có phải không nào. Thì làm sao để chúng ta có thể làm được điều này? Đây chính là một câu hỏi nha. Bây giờ thì mình sẽ giúp các bạn đi làm cái này. Ngày xưa thì lần đầu tiên mình biết đến cái này đấy chính là khi mình đi thực tập mình thấy rằng là trong thực tế người ta làm vậy. Ở đây thì để làm được cái điều mình vừa nói đấy các bạn, trước tiên thì các bạn sẽ cần phải biết đến cái gọi là cái tag label ấy. Bạn nào còn nhớ thì khi mà các bạn làm cái design cái form này các bạn này, bạn nào còn nhớ về cái label mà mình có nói với các bạn không? Mình đã xóa đi rất nhiều cái. Thì bây giờ ấy, mình sẽ đi cần phải customize lại thằng này. Thì để customize lại nó thì trước tiên các bạn sẽ nhìn cho mình nhé. Trước tiên thì mình sẽ cho nó một cái label. Các bạn sẽ cho mình một cái đặt tên một cái thuộc tính tên là label nhé. Đấy. Thì ví dụ mình sẽ gọi là test này, một cái label tên là test. Và tiếp theo nữa mình sẽ có một cái input của chúng ta. Tương tự như lúc nãy thì mình sẽ có một cái thẻ input, mình sẽ đặt tên là type là file. Đấy, type là file. Đối với thẻ input này, nếu như rằng là các bạn cho upload nhiều file thì các bạn sẽ cần phải thêm một cái thuộc tính nữa, đây chính là multiple ấy. Thì các bạn sẽ cần phải thêm thuộc tính nữa vào cái thẻ input này thì nó sẽ cho các bạn upload nhiều file. Còn thông thường thì nếu mà các bạn dùng như thế này thì các bạn chỉ upload được một file thôi. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại, các bạn thấy rằng là mình đã có một cái nút gọi là chọn file và mình có một cái gọi là no chosen file này. Mình sẽ nhấn vào cái nút này, ví dụ mình mở lại cái file Excel của mình, các bạn thấy rằng là tên nó sẽ hiện như thế này. Bây giờ ấy, các bạn muốn gọi là chúng ta gọi là import data, chúng ta nhấn lưu. Khi mà các bạn design cái giao diện như thế này, các bạn thấy rằng là nhìn nó khá chìa xấu của phải không nào. Bây giờ mình muốn rằng là chúng ta nhấn vào cái nút này thì nó sẽ làm được tương tự như vậy. Thì đây chính là một cái câu hỏi các bạn cần phải đặt ra nha. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng một cái trick nha các bạn, một cái mẹo nha. Trước tiên thì các bạn sẽ cho mình một cái, đấy chính là label for, một cái tag của thằng này, label for này. Ở đây thì tại sao mà nó không hiện nhỉ? Cái thuộc tính này thì mình sẽ có là label for, ví dụ mình ghi là test nha. Và đối với thẻ input này mình sẽ đặt cho nó một cái, đấy chính là ID bằng test. Các bạn lưu ý rằng là cái thằng label và cái thằng input ấy, nó gọi là nó sinh ra hai thuộc tính này. Để cho giống như việc các bạn làm việc với thằng checkbox ấy, bây giờ nếu mà các bạn nhấn vào chữ test ấy, thì nó sẽ tự động mở ra cái pop-up. Giống như rằng là các bạn sẽ click vào cái thổi, các bạn sẽ click vào cái gọi là ô input này. Bây giờ thì mình sẽ refresh một cái các bạn này. Bây giờ nha, mình sẽ click vào chữ test các bạn này. Chúng ta click vào cái test nó không ăn à. Thì mình sẽ xem là chúng ta click vào đây nó vẫn ăn này. Mình sẽ cần phải xem lại một xíu nha. À, hình như rằng là không phải là label form mà HTML form. Đây rồi. Thì mình sẽ là test nha các bạn. Test này. Có thể như là mình nhớ nhầm nha các bạn. Mình sẽ thay bằng cái thằng HTML form nha. Đây. Rồi. Thì mình sẽ quay lại và mình sẽ refresh một cái. Bây giờ thì mình sẽ nhấn vào chữ test các bạn này. Đây. Các bạn thấy rằng là khi mình click vào chữ test ấy, thì nó cũng mở ra được cái action này. Thì các bạn hiểu nôm na rằng là việc mà các bạn đặt các thuộc tính gọi là HTML form ấy, thì các bạn đang click gián tiếp. Đấy chính là chúng ta click vào cái thẻ label này. Tuy nhiên rằng là nó sẽ tự hiểu rằng là các bạn sẽ click vào cái ô input này. Bây giờ thì mình sẽ để một cái nữa, đây chính là mình sẽ để ẩn cái ô input này đi. Đấy, mình sẽ để ẩn đi.
Rồi, các bạn thấy rằng là bây giờ chúng ta chỉ có chữ test thôi, và nếu như rằng là các bạn nhấn vào chữ mình sẽ refresh một cái các bạn này. Mình nhấn vào chữ test chẳng hạn thì nó mở ra được cái cửa sổ để các bạn import file. Thì công việc bây giờ của chúng ta đấy chính là các bạn sẽ đi CSS cho cái label này nó giống hệt như cái nút này, như vậy là xong rồi. Trước tiên thì mình sẽ đi xem là mình sẽ cho nó một vài class nhưng các bạn mình sẽ CSS trực tiếp luôn, mình sẽ CSS trực tiếp đối với cái thằng label của chúng ta. Đối với thằng label này thì mình sẽ cho nó một cái class chúng ta sẽ lấy nguyên cái class thằng bootstrap này các bạn này, nó khá chỉ là hay nha, thằng dùng thằng bootstrap ấy. Ở đây thì mình sẽ cần phải chẳng hiểu tại sao đây, mình sẽ cho nó một cái class bằng này, mình sẽ paste nó vào, mình sẽ enter đây. Đấy, như vậy là xong rồi đấy các bạn, chúng ta đã có được cái một cái class mà chúng ta CSS cực kỳ nhanh rồi. Mình sẽ quay trở lại đây và thay vì cái thằng này thì mình sẽ cho nó một cái để chính là beginner warning. Rồi, mình sẽ cho nó một cái để chính là class name của mình, class name chính bằng thằng này. Tiếp theo nữa thì thay vì cái chữ test này mình sẽ enter cho nó xuống dòng nhé, enter cho nó xuống dòng này. Mình sẽ cần phải cắt cái thằng thẻ y và cái chữ import, mình sẽ cắt đến cái chữ import nha các bạn, mình sẽ cắt đến đây, mình sẽ cắt lên, mình sẽ thay cho chữ test này. Mình sẽ xóa cái nút button của chúng ta ở dưới đi, mình sẽ xóa cái nút ở dưới của chúng ta đi. Và ở đây thì thay vì cái này thì mình sẽ ghi một cái để chính rằng là các bạn, đây chỉ là một cái tên các bạn đặt thôi, các bạn có thể đặt là test, các bạn có thể đặt là abc xyz cũng được, mình có thể đặt rằng là hỏi gen it thì nó không bao giờ lỗi đâu nha các bạn. Rồi thì tạm thời thì mình cứ để là test đi nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình quay lại, các bạn thấy rằng là chúng ta đã có được cái nút chúng ta yêu cầu rồi, và nếu như rằng là các bạn nhấn vào chữ import nó sẽ mở cho các bạn ra cái màn hình để các bạn có thể upload file. Thì như vậy rằng đây chính là cách chúng ta design giao diện nha. Trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta đã có thể design được cái giao diện như thế này. Trong các video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau gọi là hoàn thiện hai cái chức năng này. Trước khi kết thúc video này mình sẽ review các file thay đổi nha. Các bạn thấy rằng là ở đây thì trong cái file app thì mình đã cắt cái class của chúng ta và mình đã ném vào cái table user của chúng ta. Thì đây chính là CSS mình thay đổi này. Tiếp theo nữa thì trong cái file table user mình đã import hai cái component, đấy chính rằng là ở đây thì các bạn chỉ cần import cái component gọi là CSV link thôi nha. Chúng ta sẽ tạo một cái link để download các bạn này. Tiếp theo nữa thì mình đã gọi là mình đã copy paste cái ví dụ của nó thôi, nó cực kỳ dễ. Các bạn thấy rằng là mình đã tạo mới một cái hàng số như thế này. Đồng thời thì mình đã CSS lại cái thằng group button của chúng ta. Các bạn thấy rằng là mình đã dạy cho các bạn một cái mẹo, đấy chính là thay vì các bạn nhấn vào cái input thì chúng ta sẽ tạo một cái thẻ input và ẩn nó đi, và chúng ta sẽ nhấn vào cái label. Như vậy thì gọi là giao diện của chúng ta cực kỳ đẹp, có phải không nào? Đây chính gọi là cái giao diện của chúng ta, mình đã có một cái như thế này rồi. Mình đã dùng thêm một vài cái gọi là cái thằng font awesome để nhìn cho nó đẹp nha các bạn. Thì đây chính gọi là cách chúng ta design nha. Trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng là các bạn có điều gì vướng mắc cũng như là các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để cho mình biết, để mình có thể hỗ trợ các bạn nha.